Hello và xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series mini game của mình. Hôm nay thì mình sẽ chơi trò Jailbreak Rush. Jailbreak Rush đó là phá tù. Để xem có ngôn ngữ Việt Nam không? Mèo khó rồi. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ start nhá. Ách tù này mang hạng 9 năm 27. I'm innocent man, but sometimes got it for me. Nếu mà mày không làm gì thì mày sẽ bị mắc kẹt ở đây. Trong 2 tuần thì họ sẽ kiểm tra mày. Và chúng ta phải nhanh chóng hành động mà thôi. May thay là ta đã có một kế hoạch. Click and hold, release. Follow the plan to burst out of the jail. Ok, và chúng ta phải làm theo cái kế hoạch này để chúng ta có thể thoát khỏi cái tù ngục này. The map, the hammer, the drill, drilling và more drilling. Thế là làm sơ đồ này, búa này, cái đục này, đục tiếp và đục nữa. 14 day left. Mình phải ghi cái map á, mình phải ghi cái kế hoạch. Thằng bảo vệ. Đó, anh em thấy không? Thằng bảo vệ này. Đó, mình phải ghi cái map. Sao đằng sau lại có cái gì đấy, mua sắm à? Anh em thấy không? Mình sắp làm được cái map. Ui, ghê vậy chưa? Sắp hết một ngày rồi này. Trong 14 ngày là 2 tuần, mình phải hoàn thành tất cả các kế hoạch để có thể vượt ngục và vượt ra khỏi đây. Rồi. Ui, 1 dấu ích này, 2 dấu ích, 3 dấu ích, 4 dấu ích, 4 cây thông và một cái địa điểm. The Hammer, ok, chúng ta sẽ vào The Hammer. The Hammer có thể là đục búa, ok. Làm búa, làm búa, làm búa. Trong tù này mình làm búa, làm đục vào cái búa này, dùng cái quả này để làm búa. Phải chưa? Ô. Búa tao à? Thằng này không sao không? Thằng này không sao cả, ok. Mình lấy cục quả đá này mình cho vào cái búa. Mình đập vào cái búa này để nó có thể là thành một cái búa hoàn chỉnh để có thể đục. Ok, chúng ta đã có được cái búa. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái đục. The drill. Wow. Ôi sao thằng bảo vệ nó không ra đấy nữa. Vãi chưa, bị bắt rồi anh em ơi. Busted. Ok, giờ drill lại nào. Chúng ta còn 11 đây nữa. Cái chở thằng bảo vệ béo mày đợi đấy. Đục nào. Thằng này thì không sợ, nó là tù mà. Mày nghe vậy. Ôi trời ơi, lại bị bắt rồi, còn 11 đây nữa, có kịp không? Mỗi khi bị bắt là bị trừ 1 đây à? Vãi trưởng rồi. Có khó này. Vãi trưởng, khó thế, thằng này nó cứ đi lại lại này. Bực nhờ. Rồi, đứng đây rồi. Không sao cả, ông này thì không sao cả. Ồ, kích chưa? Mẹ tập phải đai. Đó, mình biết cái cách hoạt động của thằng này rồi. Ok, bây giờ đục đến khi nào mà thằng tù nó quay lại nào. Thằng tù. Đó. Không sợ, thằng tù thì không sợ. Vẫn thằng tù, không sao cả. Cố lên ạ. Cảnh sát. Đó. Ok, tiếp tục. Tuyệt vời, thế mình xong rồi đấy. Cố lên em ơi. Mày cái thằng cảnh sát mập này. Sắp hết 10, sắp hết ngày rồi. Mày nhớ, úi dồi ôi, tí thì hẹo. Rồi tạm biệt cu nha, mình đã hoàn thành.
Ngon. Drilling 9 ngày nữa. Vãi chồng. Mình phải khoan anh em ạ. Khoan. Điều này anh em nhở. Khoan này mà nó đéo nghe tiếng. Một sự điêu không hề nhẹ. Mày thế. Ô mày cứ làm tôi giật hết cả miền. Ok, cố lên. Mà tù đéo gì mà quần đùi. Ồ. Tù gì lại mặc quần đùi vậy? Thằng canh tù may nó còn mặc quần dài nhá. Ồ. Trêu tao à thằng mập. Đùa bố à. Ôi giời ơi. Cố lên cu. Vai trưởng. Đi chết. Ngon rồi. Yeah. Bây giờ mình sẽ làm thành Mo Drilling. Đây rồi, còn 8 ngày nữa thôi. Chúng ta phải thoát khỏi đây ngay lập tức. Đây là khoan đục cực đại luôn à. Vai trưởng, cái này khoan cực đại luôn. Vãi chưởng, khoan cực mẹ đại luôn ấy. Vài bữa nhỉ anh em nhỉ. Đừng bị bắt nữa. Máu lửa thật. Mà đục phá ở ngoài đời mà dễ như thế này ấy, thì tất cả những cái thằng tội phạm nó đã không sợ vào tù đâu. Mà nó cứ bị bắt là nó đục phá thôi. Kiểu rất ít thằng trộm có thể làm được như này ấy. Ô đi mấy. Thôi mày thua rồi nhá thằng cảnh sát. Mê. Đùa bố à. Ui. Ui. Mẹ. Rồi, xong rồi nha. Vãi trưởng vậy. Rồi, xong rồi. Ngon. Xong rồi anh em ơi. Đó. Hắc sốc. Tù ngục. Một cái nhà tù này rất là khó phá nhưng mà thằng này đã chạy thoát rồi. Yeah! Sweet mother of pearl, I did it, freedom! Ồ, chơi lại à? Không biết là sau 10 ngày thì thằng này nó như nào nhỉ? Kiểu sau 10 ngày mà... một tuần mà nó không viết xong cái kịch bản ấy thì nó sẽ chắc là bị giam để mình xem mình sau 10 ngày sau 10 mấy ngày để xem nó có bị làm không, nó bị như thế nào, bị giết hay bị tử hình hay là như thế nào đấy. Ok, đây thứ 11 rồi. Đây là mình cố gắng fit đấy. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ xem 10 ngày thì nó sẽ như thế nào. Ngon rồi. Let's go, man. Phát hiện tiếp rồi.
Đó. Ok, còn 4 ngày nữa thôi. Để xem ngoài 4 ngày này thì có thể như thế nào. 3 ngày. Sau 3 ngày thì nó sẽ bị làm sao? Hai ngày, một ngày, rồi hết rồi, sẽ bị làm sao nhá? Kết quả là vẫn bị giam. Ok, thì để của mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, bình luận bên dưới và đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video lần sau. Bye bye.